chơi mới lạ, độc đáo và hấp dẫn được phát sóng vào lúc 18:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Tìm Người Thông Minh. Bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng các em thiếu nhi gặp gỡ và làm quen với các thí sinh của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh Lê Thiện Hoàng Chiêu. Em tên là Lê Thiện Hoàng Chiêu, học trường Trần Văn Ơn, quận 11. Sở thích của em là nghiên cứu về khoa học. Sau này lớn lên em sẽ là một nhà khoa học tương lai, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả. Bây giờ là thí sinh Lê Công Lý. Em tên là Lê Công Lý, học sinh lớp 6-12, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Em ước mơ sau này sẽ là một kỹ sư viễn thông để đem mọi người trên thế giới để đến với nhau. Xin mọi người cổ vũ cho em và các bạn cùng chơi. Hãy cùng chào đón thí sinh Nguyễn Ngô Trí Hải. Em tên là Nguyễn Ngô Trí Hải, hiện em đang học lớp 6A6, trường trường Văn Ơn. Em mong ước mai sau này sẽ làm kỹ sư để được giao lưu nhiều người nước ngoài. Em xin quý vị khán giả ủng hộ cho em và bài bạn cùng chơi. Nhân vật tiếp theo Lê Võ Quốc Sang. Ước mơ của em sau này sẽ là bác sĩ. Em đến đây với mục đích là trao dồi kiến thức và giao lưu học hỏi, xin quý khán giả ủng hộ cho em. Và bây giờ là Nguyễn Phạm Minh Khôi. Em tên là Nguyễn Phạm Minh Khôi. Em đến từ ngôi trường tiểu học Thanh Đa. Đó là ngôi trường có nhiều cây xanh và bóng mát. Ước mơ sau này của em là trở thành một nhân viên cảnh sát, truy bắt bọn tội phạm để đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho em và 7 người chơi. Chúng ta cùng tiếp tục gặp gỡ Quách Gia Khang. Em là Quách Gia Khang, học sinh lớp 5-3, trường tiểu học Hồng Gấm. Trường của em mang tên một vị nữ anh hùng. Sau này em sẽ làm bác sĩ để nghiên cứu ra các loại thuốc và chữa các bệnh hiểm nghèo. Mong quý vị cổ vũ cho em và các bạn cùng chơi. Và giờ đây là thí sinh Nguyễn Thanh Hoàng. Em tên là Nguyễn Thanh Hoàng, học sinh lớp 5-4, trường Hồ Thị Kỷ. Ước mơ của em là trở thành một chuyên viên máy tính xuất sắc. Mong quý vị ủng hộ cho em và các bạn cùng chơi. Thí sinh cuối cùng Nguyễn Tuấn Anh. Em tên là Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 6-10, trường Nguyễn Như Ứng Long Thành. Sở thích là chơi thể thao, ước mơ là sau này trở thành một bác sĩ để cứu người. Chúng ta đã vừa gặp gỡ và làm quen với 8 thí sinh của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Ở vòng thi này, tôi sẽ lần lượt đưa ra 9 câu hỏi mang kiến thức tổng quát. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn trả lời ứng với các phím 1, 2, 3, 4 trên bàn phím trước mặt các thí sinh. Trong thời gian 5 giây từ khi tôi đọc xong câu hỏi, các thí sinh sẽ bấm phím để chọn câu trả lời. Trả lời đúng các em sẽ ghi được 1 điểm, sai thì không có điểm. Sau vòng 1, từ 8 thí sinh, chúng ta sẽ chọn ra 6 thí sinh có mặt ở vòng 2 của chương trình ngày hôm nay. Giờ đây chắc chắn là các thí sinh đã sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Câu chuyện ngụ ngôn Con cáo và chùm nho là tác phẩm của nhà văn nào? Andersen, La Fontaine, Aesop, Grimm. 5 giây bắt đầu. Đáp án đúng là câu 3, Aesop. Có 2 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Núi nào cao nhất Việt Nam? Núi Bà Đen, núi Sam, núi Châu Thới, núi Phan Xi Văn. 5 giây bắt đầu. Núi nào cao nhất Việt Nam? Đó là núi Phan Xi Văn. Và đã có 7 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Cây nào sau đây mọc phát triển chiều cao nhanh nhất? Cây đậu xanh, cây tre, cây bí đỏ, cây mướp. 5 giây bắt đầu. Cây nào sau đây mọc nhanh nhất? Đó là cây tre. Và với câu hỏi này đã có 4 thí sinh trả lời đúng. Loại thực phẩm thông dụng nào sau đây khi nảy mầm sẽ phát sinh độc tố? Đậu xanh, đậu nành, khoai lang, khoai tây. 5 giây bắt đầu. Loại thực phẩm thông dụng nào sau đây khi nảy mầm sẽ phát sinh độc tố? Đó là khoai tây. Và đã có 3 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Là người thiết kế và chỉ huy xây dựng thành Cổ Loa dưới thời An Dương Vương? Lỗ Bang, Cao Lỗ, Lê Công Hành, Cao Thắng. 5 giây bắt đầu. Ai là người thiết kế và chỉ huy xây dựng thành Cổ Loa dưới thời An Dương Vương?
Cao Lỗ và có 2 thí sinh trả lời đúng. Câu hỏi thứ 6. Cờ của trọng tài biên trong môn bóng đá có màu gì? Màu trắng, màu đen, màu vàng và màu đỏ. 5 giây bắt đầu. Cờ của trọng tài biên trong môn bóng đá có màu gì? Có 6 thí sinh trả lời đúng, đó là đáp án số 3, màu vàng. Như vậy là chúng ta đã vừa trải qua 6 câu hỏi đầu tiên của vòng 1. Bảng điểm sẽ hiện lên để quý vị được biết vị trí của các thí sinh đến thời điểm này. Đang ở vị trí dẫn đầu là 3 thí sinh đồng 4 điểm: Nguyễn Ngô Trí Hải, Lê Võ Quốc Sang và Nguyễn Huy Hoàng. Chúng ta sẽ tiếp tục với những câu hỏi còn lại của vòng 1. Câu hỏi số 7 dành đến các thí sinh. Truyền thuyết Thánh Gióng diễn ra vào đời Hùng Vương thứ mấy? Thứ nhất, thứ 6, thứ 10, thứ 18. 5 giây bắt đầu. Truyền thuyết Thánh Gióng diễn ra vào đời Hùng Vương thứ mấy? Diễn ra vào đời Hùng Vương thứ 6 và 5 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Câu hỏi số 8. Từ bố cái trong tôn hiệu bố cái đại vương của Phùng Hưng có nghĩa là gì? Anh hùng, cha mẹ, dũng tướng, nghĩa sĩ. 5 giây bắt đầu. Từ bố cái trong tôn hiệu bố cái đại vương của Phùng Hưng có nghĩa là gì? Từ bố cái có nghĩa là cha mẹ. Đã có 4 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Câu hỏi cuối cùng. Trong truyện cổ tích về Thạch Sanh, công chúa nhận ra Thạch Sanh nhờ điều gì? Giọng hát, dáng đi, bộ cung tên, tiếng đàn. 5 giây bắt đầu. Trong truyện cổ tích về Thạch Sanh, công chúa nhận ra Thạch Sanh nhờ điều gì? Nhờ vào tiếng đàn. Đã có 7 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Chúc mừng các em. Chúng ta đã vừa đi qua 9 câu hỏi của vòng thi đầu tiên. Và vị trí của các thí sinh lúc này như sau. Ở vị trí dẫn đầu là thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, 7 điểm. 3 thí sinh đồng hạng nhì với 6 điểm là Lê Công Lý, Lê Võ Quốc Sang, Nguyễn Tuấn Anh. 3 thí sinh đồng được 5 điểm đó là các thí sinh Lê Thiện Hoàng Chiêu, Nguyễn Ngô Trí Hải, Nguyễn Phạm Minh Khôi. Và đây cũng sẽ là 3 thí sinh tham gia vòng thi loại trực tiếp với hình thức ghép đáp án để chọn ra 2 thí sinh cùng có mặt ở vòng 2 của chương trình hôm nay. Và bây giờ mời các thí sinh hướng lên màn hình để cùng được biết đề thi dành cho các em ở phần thi ghép đáp án. Cột 1, con vật gồm rắn, cua, chuột túi, cá. Cột 2, cách di chuyển gồm bò ngang, bơi, trường, nhảy. Mời các thí sinh Hoàng Chiêu, Trí Hải và Minh Khôi cùng thực hiện phần thi ghép đáp án. Kết thúc phần thi ghép đáp án, chúng ta đã tìm được kết quả như sau: 1C, 2A, 3D và 4B. Sau phần thi ghép đáp án, từ 3 thí sinh chúng ta chọn ra 2 thí sinh cùng đến với vòng 2 của chương trình. Đó là các thí sinh Trí Hải và Hoàng Chiêu. 2 thí sinh sẽ chia tay với chương trình là Minh Khôi và Gia Khang. 2 em sẽ ra về với phần học bổng trị giá 500.000 đồng và một kỷ niệm chương của ban tổ chức. Và 6 thí sinh còn lại sẽ bước vào vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Bắt đầu vòng 2 của chương trình, các thí sinh sẽ chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên cùng với trò chơi giải mã. Chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên rất quan trọng bởi lẽ các thí sinh có thể chọn được lĩnh vực ưu tiên của mình, lĩnh vực mà mình yêu thích. Bộ giải mã gồm 10 số từ số 0 đến số 9, mỗi số ứng với các ký tự tương tự như là chiếc điện thoại. Ví dụ số 2 ứng với các ký tự A, B, C, số 3, D, E, F, số 4, G, H, I, v.v. Ban tổ chức sẽ cung cấp đến các thí sinh dãy số cùng với một gợi ý. Thí sinh phải giải mã trong thời gian nhanh nhất. Và kết quả, lưu ý cùng các thí sinh phải là một từ tiếng Anh. Thứ tự ưu tiên và vị trí của thí sinh phụ thuộc vào kết quả giải mã của các em.
Và bây giờ là bộ giải mã dành cho các thí sinh ở vòng 2 của chương trình hôm nay. Dãy số dành cho các em 4, 2, 6, 3. Đây là một bộ phận cơ thể. Lưu ý cùng các thí sinh, kết quả giải mã là một từ tiếng Anh. Đã có một thí sinh hoàn thành. Ba thí sinh hoàn thành phần giải mã. Đã hết thời gian giải mã. Và kết quả giải mã của chúng ta đó là từ hand, là tay. Sau phần thi giải mã, vị trí của các thí sinh lúc này như sau. Ở vị trí số 1 là thí sinh Lê Võ Quốc Sang. Vị trí số 2 Nguyễn Ngô Trí Hải. Vị trí số 3 Lê Công Lý. Vị trí số 4 Lê Thiện Hoàng Chiêu. Vị trí số 5 Nguyễn Huy Hoàng. Vị trí số 6 Nguyễn Tuấn Anh. Ở vòng 2, các thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn 2 trong số 12 lĩnh vực được hiển thị trên màn hình. Mỗi lĩnh vực sẽ được lựa chọn một lần mà thôi. Trong 30 giây, các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi ở lĩnh vực mà mình lựa chọn. Trả lời đúng một câu, các em ghi được 1 điểm, sai không có điểm. Và nếu như gặp các câu hỏi nào không thể trả lời thì các em có thể nhanh chóng quyết định bỏ qua để tiết kiệm thời gian cho mình. Thí sinh đầu tiên lựa chọn câu hỏi ở vòng 2 là thí sinh Quốc Sang. Chào em. Là người đầu tiên lựa chọn câu hỏi ở vòng 2, em có hồi hộp không? Dạ có. Và trong 12 lĩnh vực thì em nghĩ lĩnh vực nào sẽ là sở trường của mình? Dạ là thể thao. 30 giây bắt đầu. Đội bóng đá Việt Nam nào hiện có quan hệ chặt chẽ với câu lạc bộ Arsenal của Anh? Đúng. Nhảy ngựa gỗ là một nội dung thi đấu của bộ môn điền kinh hay thể dục dụng cụ? Điền kinh. Thể dục dụng cụ. Ai được coi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại cho đến nay? Pelé. Đúng. V-League là giải vô địch bóng đá quốc gia của nước nào? Việt Nam. Đúng. Trong môn bóng chuyền bãi biển, mỗi đội có mấy người chơi trên sân? 2 người. Đúng. Trường băng nghệ thuật có phải là một môn thể thao hay không? Phải. Đúng. Trong 30 giây, thí sinh Quốc Sang đã trả lời đúng 5 câu hỏi. Chúc mừng em. Chúng ta cùng tiếp tục đến với lượt lựa chọn của Trí Hải. Hãy sẽ tự tin để lựa chọn lĩnh vực nào cho mình? Dạ, theo em là thế giới tự nhiên. Khi nấu thủy tinh, người ta thêm gì vào để có được sản phẩm thủy tinh cao cấp nào? Bỏ qua. Pha lê. Cá voi thở bằng phổi hay mang? Phổi. Đúng. Trái gì có tên trùng với tên một loài chim ở châu Đại Dương? Cánh cụt. Kiwi. Loại cơ gắn bám vào xương là cơ vân hay cơ trơn? Cơ trơn. Cơ vân. Đất trồng được hình thành chủ yếu từ động vật, thực vật hay đá? Đá. Đúng. Cây nho thuộc loại thân leo hay thân mộc? Thân mộc. Thân leo. Chiều cao tuyệt đối của một ngọn núi được tính từ mặt đất hay mặt biển tới đỉnh núi? Mặt biển. Mặt. Chỉ tính ở câu trả lời đầu tiên, do vậy lĩnh vực này thì Trí Hải đã ghi được cho mình 2 điểm. Chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của thí sinh Công Lý. Nhìn thấy các bạn thi vừa rồi thì em nghĩ rằng mình có thể tự tin để ghi được 5 điểm vươn lên vị trí dẫn đầu lúc này không? Em hy vọng như thế. Em hy vọng như vậy. Và em sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Em sẽ chọn kiến thức xã hội. 30 giây bắt đầu. Các biển báo nguy hiểm thường có hình gì? Tam giác. Đúng. Hiện nay nhà nước đang khuyến khích mỗi gia đình có nhiều nhất là mấy con? 2 con. Đúng. Sự kiện gì trong năm 2008 đã khiến Trung Quốc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị? Hôm qua, Olympic Bắc Kinh 2008. Nhắc đến Hà Nội, người ta thường nghĩ đến loại quả đặc sản nào có vị chua? Hôm qua. 6. Từ ngày 15 tháng 12 2007, người Việt Nam khi tham gia lưu thông bằng xe máy trên đường phải làm gì? Đừng mua hiểm. Đúng. Phong trào xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương xuất phát từ tỉnh thành nào của nước ta? Em chưa trả lời được ở câu hỏi cuối cùng dành cho mình, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy kết thúc lượt lựa chọn đầu tiên, thí sinh Công Lý đã ghi được 3 điểm. Lựa chọn của thí sinh Hoàng Chiêu. Chiêu sẽ chọn lĩnh vực nào trong những lĩnh vực còn lại? Em sẽ chọn lĩnh vực địa lý. 30 giây bắt đầu.
cùng với sông Hồng, sông nào cùng tạo nên đồng bằng châu thổ Bắc Bộ của nước ta? Qua sông Thái Bình. Ở vùng Phụng Hiệp, Hậu Giang, người ta thường họp chợ ở nơi nào? Qua trên sông. Trong số 5 thành phố nước ta trực thuộc trung ương, thành phố nào có diện tích và dân số lớn nhất? Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào của nước ta? Bảo An. Khánh Hòa. Hiện sân bay quốc tế nào lớn nhất Việt Nam? Tân Sơn Nhất. Đúng. Huyện nào của thành phố Hồ Chí Minh giáp tỉnh Tây Ninh, Củ Chi hay Hóc Môn? Qua Củ Chi. Sông Mekong chảy vào Việt Nam chia làm hai nhánh, sông Tiền và sông Hậu. Sông nào đổ ra biển phía bên phải? Sông Tiền. Sông Hậu. Lượt lựa chọn đầu tiên của thí sinh Hoàng Chiêu và em đã ghi được 2 điểm. Chúng ta tiếp tục với thí sinh Nguyễn Phi Hoàng. Chào em. Dạ. Em có hồi hộp không? Dạ, hồi hộp ạ. Hồi hộp, nhưng mà có tự tin để mà mình ghi điểm ở vòng thi này không? Dạ, có. Và em sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Em chọn lĩnh vực lịch sử. Những câu hỏi dành đến Huy Hoàng. 30 giây bắt đầu. Bản đồ đầu tiên của nước ta được vẽ. Dạ, đúng. Trung tâm thương mại Phố Hiến vào thời Lê Trịnh nay thuộc tỉnh Hưng Yên hay Hải Dương? Hưng Yên. Đúng. Vua Trần Nhân Tông hay Trần Thái Tông đã lãnh đạo đất nước ta chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 3? Trần Nhân Tông. Đúng. Thời Hùng Vương, con gái của vua được gọi là công chúa, đúng hay sai? Sai. Đúng. Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta vào thế kỷ 19. Đúng. Nhân vật chính trong truyền thuyết Sự Tích Quả Dưa Hấu tên là gì? Mai Anh Tiêm. Đúng. Các vua nhà Nguyễn đặt kinh đô nước ta tại đâu? Huế. Đúng. Thật tuyệt vời. Thí sinh Huy Hoàng đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi của em ở 30 giây. Và như vậy em đã ghi được 7 điểm, đang tạm vươn lên vị trí dẫn đầu. Thí sinh còn lại Anh đang rất nóng lòng chờ đợi đến lượt lựa chọn của mình. Em sẽ chọn lĩnh vực nào trong số những lĩnh vực còn lại? Em sẽ chọn lĩnh vực toán học. 30 giây bắt đầu. Có tam giác nào có hai góc cùng hay không? Không. Đúng. So sánh hai số tự nhiên có số chữ số bằng nhau thì so sánh các cặp chữ số cùng một hàng từ trái qua phải hay phải qua trái? Phải qua trái. Trái qua phải. Có bao nhiêu số tự nhiên có một chữ số trừ số không? 10 số. 9. 20 tạ bằng bao nhiêu hectogram? Bằng 200. 20.000 hectogram. Số nào mà tổng và hiệu của hai chữ số của nó đều bằng 5? Cổ qua. 50. Góc bẹt bằng bao nhiêu lần góc vuông? 2. Đúng. Tuấn Anh đã ghi được 2 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Và giờ đây sẽ cần được biết điểm số của các thí sinh sau lượt lựa chọn đầu tiên. Đang ở vị trí dẫn đầu là thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, 7 điểm. Thí sinh Lê Võ Quốc Khang, 5 điểm. Và vị trí thứ 3 là thí sinh Lê Công Lý, 3 điểm. Bảng số này chắc chắn sẽ còn rất nhiều sự thay đổi, bởi lẽ các thí sinh vẫn còn một lượt lựa chọn nữa cho mình. Chúng ta sẽ trở lại với lượt lựa chọn của thí sinh Quốc Sang. Em chọn môn âm nhạc. 30 giây dành cho Sang bắt đầu. Trong bài hát nào có câu dâng lên tặng cô đôi tay mẹ hiền, bông hồng tặng cô? Bố à. Nam ca sĩ nào đã bước ra lĩnh vực dẫn chương trình và đóng phim? Bố à. Nguyên Vũ. Hầu như các nhạc sĩ cổ điển đều soạn nhạc trên loại đàn nào? Đàn bầu. Piano. Bài hát Tiếng Về Sài Gòn của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hay Đỗ Nhuận? Lưu Hữu Phước. Đúng. Nhạc sĩ Hoàng Hà đã sáng tác ca khúc nào thể hiện niềm vui khi đất nước được thống nhất? Bố à. Đất nước trọn niềm vui. Kể tên một ca sĩ thiếu nhi có tên bắt đầu bằng từ xuân. Ngay. Đúng. Sang đã ghi được 2 điểm với lượt lựa chọn thứ 2 của mình trong lĩnh vực âm nhạc. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của thí sinh Trí Hải. Dạ thưa cô, là em chọn tiếng Việt. 30 giây bắt đầu. Tìm chủ ngữ trong câu cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa nặng hạt. Nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể là cách mở bài gì? Một bài gián tiếp. Đúng. Có câu mày sắc có ngày nên kim là câu tục ngữ hay thành ngữ? Tục ngữ. Đúng. Cách kết bài nào nêu ý nghĩa hoặc đưa ra lời bình luận về câu chuyện? Kết bài mở rộng. Đúng. Trong tiếng Việt, những từ gợi tả hình ảnh sự vật được gọi là từ gì? Bỏ qua. Từ tượng hình. Đất nước và non sông là những từ như thế nào với nhau? Từ đồng nghĩa với nhau. Từ gần nghĩa. Ở lượt lựa chọn thứ hai của mình, thí sinh Trí Hải đã ghi được 3 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của Công Lý. Thưa chị, em sẽ chọn câu hỏi là thưởng thức cuộc sống. Bắt đầu. Phương tiện thông tin nào được xem là hiệu quả nhất hiện nay? Online. Internet. Chính xác. Để giữ gìn sức khỏe, bác sĩ nên khuyên chúng ta ăn mỗi ngày.
thèm một bữa thật no hay ăn làm nhiều bữa? Ăn làm nhiều bữa. Đúng. Điện được sử dụng ở Việt Nam hiện nay phần nhiều là từ thủy điện hay diệt thủy điện. Thủy điện. Đúng. Một dặm dài hơn hay ngắn hơn một cây số? Ngắn dài hơn. Đúng. Bao bì làm bằng chất liệu nào ít gây ô nhiễm môi trường nhất? Có qua. Giấy. Ánh nắng có thể giúp trẻ tránh được bệnh gì? Thiếu vitamin D. Đúng. Trong hai nhu cầu nước uống và thức ăn, nhu cầu nào quan trọng hơn cho đời sống hàng ngày? Nước uống. Đúng. Lượt lựa chọn thứ hai, thí sinh Công Lý đã ghi thêm được 5 điểm, nâng số câu đúng của em ở vòng thi này lên 8 điểm. Lượt lựa chọn tiếp theo là của thí sinh Hoàng Kim. Em sẽ chọn lĩnh vực danh nhân. 30 giây bắt đầu. Ai đã được nhân dân ta phong là Bình Tây Đại Nguyên Soái? Bảo Hoa. Trương Định. Nhà hàng hải nào là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng tàu biển? Magellan hay Columbus? Columbus. Magellan. Các trạng nguyên nước ta thời xưa có nghiên cứu toán học hay không? Không. Có. Minh Trị Thiên Hoàng là vị vua đã mở đầu sự cải cách phát triển của đất nước nào? Bảo Hoa. Nhật Bản. Tác phẩm quan trọng nhất của nhà bác học Darwin là Nguồn gốc các loài hay Lược sử vũ trụ? Lược sử vũ trụ. Nguồn gốc các loài. Thiên tài âm nhạc Mozart là người nước Anh hay Áo? Nước Anh. Nước Áo. Rất tiếc là lượt lựa chọn thứ hai của mình, thí sinh Hoàng Chiêu đã chưa ghi được điểm nào. Chúng ta sẽ trở lại với lượt lựa chọn của Huy Hoàng. Em sẽ chọn lĩnh vực nghệ thuật. 30 giây bắt đầu. Tượng nhà Mồ là loại hình điêu khắc đặc trưng của vùng Tây Nguyên hay Nam Trung Bộ? Nam Trung Bộ. Tây Nguyên. Loại hình múa cổ điển của phương Tây được gọi là gì? Khiêu vũ. Ba lê. Trong một dàn nhạc giao hưởng, nhạc cụ nào có số lượng nhiều nhất? Violon. Đúng. Trong vở tuồng Lưu Bình Dương Lễ, ai là người thi đỗ đầu tiên? Bảo Hoa. Dương Lễ. Các họa sĩ người Hoa thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng về loại tranh nào? Sơn dầu. Thủy mặc. Bức tranh đắt tiền nhất thế giới hiện nay là của họa sĩ Picasso hay Van Gogh? Van Gogh. Les Paul là người đã sáng tác ra guitar điện hay trống điện tử? Guitar điện. Chính xác. Ở lượt lựa chọn câu hỏi thứ hai, thí sinh Huy Hoàng đã ghi thêm được 2 điểm. Lựa chọn cuối cùng thuộc về thí sinh Tuấn Anh và còn lại một lĩnh vực là lĩnh vực văn học dành đến em. 30 giây bắt đầu. Đôi chim gì là bạn tốt của lọ lem trong truyện cổ Grimm? Cũng sẽ. Bồ câu. Hồ Xuân Hương hay Đoàn Thị Điểm được mệnh danh là bà chúa thơ nôn? Hồ Xuân Hương. Đúng. Có bao nhiêu chú lính chì trong truyện Chú lính chì dũng cảm của Andersen? 25. 25. Nhà xuất bản nào ở Việt Nam chuyên xuất bản sách cho thiếu nhi? Nhà xuất bản Kim Đồng. Đúng. Jay và Jack đang là hai cậu bé trong truyện cổ nào của Anderson? Bảo Hoa. Bà chúa tuyết. Trong truyện cổ Grimm, bà tuyết và hồng hoa, chàng hoàng tử đã bị biến thành con vật gì? Con gấu. Đúng. Nguyễn Đồng Chi là nhà sưu tầm và biên soạn thể loại văn học nào? Truyện cổ hay ca dao? Chuyện. Chính xác. Ở lượt lựa chọn cuối cùng của mình, Tuấn Anh đã ghi được 5 điểm. Nâng tổng số điểm thêm là 7 điểm. Và lúc này em đang vươn lên vị trí thứ 3 của vòng 2. Xin chúc mừng em. Và tiếng chuông vừa rồi đã báo hiệu 12 lĩnh vực của chúng ta đã được các thí sinh lựa chọn xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng biết điểm số của các thí sinh. Đã có sự thay đổi ở bảng xếp hạng của các thí sinh. Dẫn đầu vẫn là thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, em ghi được 9 điểm. Ở vị trí thứ 2 là thí sinh Lê Công Lý, 8 điểm. Đồng ở vị trí thứ 3 cùng ghi được 7 điểm là thí sinh Lê Võ Quốc Sang và Nguyễn Tuấn Anh. Như vậy, hai thí sinh này sẽ cùng tham gia vòng thi loại trực tiếp với hình thức ghép đáp án để chọn ra một thí sinh cùng có mặt ở vòng 3 chương trình ngày hôm nay. Đề thi ghép đáp án dành cho hai thí sinh như sau. Mời các em hướng lên màn hình. Cột thứ nhất, hoa gồm hoa ban, hoa đào, hoa mai, hoa violet. Cột thứ hai, màu sắc gồm trắng, vàng, tím, đỏ. Quốc Sang và Tuấn Anh sẽ ghép thật nhanh để tìm ra các cặp từ tương ứng với nhau. Một trong hai thí sinh sẽ có mặt ở vòng 3 của chương trình nếu như ghép đúng và nhanh nhất. Kết quả của phần thi ghép đáp án như sau. 1A, 2D, 3B và 4C. Và sau phần thi ghép đáp án, chúc mừng thí sinh Nguyễn Tuấn Anh sẽ có mặt ở vòng 3 của chương trình hôm nay. Như vậy, ngoài hai thí sinh được xác định vào vòng 3 là Nguyễn Huy Hoàng và Lê Công Lý, qua phần thi ghép đáp án, thí sinh Nguyễn Tuấn Anh cũng là một trong ba thí sinh có mặt ở vòng 3 của chương trình ngày hôm nay.
Riêng các thí sinh Lê Võ Quốc Sang, Nguyễn Ngô Trí Hải và Lê Thiện Hoàng Chiêu, các em sẽ chia tay với chương trình. Mỗi em sẽ được nhận một kỷ niệm chương của ban tổ chức và phần học bổng trị giá 500.000 đồng. Và chúng ta sẽ cùng 3 thí sinh còn lại bước vào vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Để bắt đầu vòng 3, các thí sinh cũng sẽ cùng đến với trò chơi giải mã để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên. Bộ giải mã sẽ không có gì khác hơn so với vòng 2 của chương trình. Đề thi dành đến các thí sinh ở trò chơi giải mã của vòng 3 như sau. Dãy số 3655. 3655. Gợi ý là đồ chơi trẻ em. Đã có một thí sinh hoàn thành. Đáp án của phần giải mã đó là trơn. Sau phần thi giải mã, chúng ta đã xác định được thứ tự ưu tiên của các thí sinh ở vòng 3. Vị trí của các thí sinh lúc này như sau. Số 1 Nguyễn Huy Hoàng, số 2 Lê Công Lý, số 3 Nguyễn Tuấn Âm. Ở vòng 3, màn hình sẽ hiển thị 36 ô ứng với 36 câu hỏi. Trong đó có 6 câu hỏi ở mức độ khó ký hiệu là chữ K, 6 câu hỏi ở mức độ vừa ký hiệu là chữ V, còn lại là 24 câu dễ. Thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn và trả lời 5 câu hỏi với thời gian tối đa mỗi câu là 10 giây. Trả lời đúng câu hỏi khó ghi được 3 điểm, câu hỏi vừa ghi được 2 điểm và câu hỏi dễ ghi được 1 điểm. Nếu như các thí sinh lựa chọn và trả lời đúng 5 câu hỏi liên tiếp trong cùng một hàng, hàng dọc, hàng ngang hoặc là hàng chéo, thì ngoài số điểm ghi được ở mỗi câu, các em sẽ còn được cộng thêm 5 điểm ở phần thi này. Lựa chọn của các thí sinh được thể hiện bằng một màu sắc cụ thể. Thí sinh Nguyễn Huy Hoàng màu đỏ, thí sinh Lê Công Lý màu vàng và thí sinh Nguyễn Tuấn Anh màu xanh. Lựa chọn đầu tiên ở vòng 3 là thí sinh Nguyễn Huy Hoàng. Chào Hoàng. Dạ. Có mặt ở vòng 3 thì Hoàng cảm thấy như thế nào? Dạ, hơi hồi hộp ạ. Chị Thảo được biết là Hoàng rất là thích chơi cờ vua đúng không? Dạ. Có một cái thành tích nào đáng kể mà Hoàng muốn chia sẻ với các bạn không? À, em đã từng được giải nhất cờ vua. Giải nhất cờ vua năm nào? Năm ngoái ạ. À, và như vậy thì chị mong rằng Hoàng sẽ có thêm được thật nhiều thành tích ở một cái môn thể thao rất là trí tuệ và đặc biệt này. Câu hỏi đầu tiên dành đến Hoàng, em sẽ lựa chọn câu hỏi nào đây? À, em lựa chọn câu hỏi số 7. Câu hỏi dành đến em. Đào Tấn là nhà soạn tuồng cận đại hay kịch nói nổi tiếng ở Việt Nam? À, nhà soạn tuồng. Ngay ở những giây đầu tiên Hoàng đã ghi được câu trả lời này. Một lựa chọn tiếp theo thuộc về thí sinh Công Lý. Lúc rảnh rỗi thì em thường làm gì? Em thường đọc báo và chơi thể thao. Bộ môn thể thao nào em thích chơi nhất? Em thích chơi đá bóng. Đá bóng? Em thường chơi ở vị trí nào? Em chơi ở tất cả các vị trí. Tất cả các vị trí? Thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo vân vân. Quả thật là một cậu bé rất là đa tài ở lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá. Và giờ đây sẽ là câu hỏi dành đến Công Lý. Câu hỏi đầu tiên, em sẽ chọn câu hỏi nào đây? Em sẽ chọn câu hỏi số 4. Jigoro Kano là vị tổ sư của môn phái võ thuật nổi tiếng nào của Nhật Bản? Judo hay Aikido? Thì là Judo. Thích đọc báo về thể thao và một câu hỏi thể thao đã mang về một điểm cho Công Lý. Chúc mừng em. Chúng ta chọn tiếp theo thuộc về thí sinh Tuấn Anh. Tuấn Anh có một sở thích nào đặc biệt hay không? Dạ, em thích đánh cầu lông. Cũng thích chơi thể thao như là bạn Công Lý. Dạ. Thường em đánh cầu lông với ai? Dạ, em đánh cầu lông với chị. Với chị của mình. Lớn lên thì Tuấn Anh thích làm gì nào? Dạ, em thích làm bác sĩ. Thích làm một bác sĩ. Chúc em sẽ thực hiện được mơ ước của mình. Còn bây giờ em hãy lựa chọn câu hỏi đầu tiên. Dạ, em chọn câu hỏi số 1. Câu hỏi dành đến em.
bác sĩ Jackson hay Calmette đã khám phá ra Đà Lạt vào cuối thế kỷ 19? Dạ, là bác sĩ Calmette. Câu trả lời này rất tiếc chưa mang về cho Tuấn Khanh một điểm. Đáp án đúng của chúng ta là bác sĩ Jackson. Trở lại với lượt lựa chọn của thí sinh Huy Hoàng. Em chọn câu hỏi số 8. Một câu hỏi ở mức độ dễ. Trận đấu bóng chuyền có thời gian cố định hay không? Không. Hoàn toàn chính xác. Huy Hoàng đã thừa ghi thêm một điểm cho mình. Và giờ đây là lượt lựa chọn của công lý. Em xin chọn câu hỏi số 9. Giọng nữ thấp nhất được gọi là giọng gì? Giọng trầm. Giọng nữ trầm hoàn toàn chính xác. Đây là lượt lựa chọn của Tuấn Anh. Em xin chọn câu hỏi số 10. Một câu hỏi ở mức độ vừa. Cao Bá Quát có quan hệ như thế nào với Cao Bá Nhã, anh em hay chú cháu? Anh em. Quan hệ giữa hai người là quan hệ chú cháu. Tiếp tục lượt lựa chọn thứ 3 của các thí sinh. Xin mời Huy Hoàng. Em chọn câu hỏi số 26. Đoạn trường Tân Thanh là tên gọi khác của tác phẩm nào của Nguyễn Du? À, đó là tác phẩm Truyện Kiều. Hoàn toàn chính xác. Em đã ghi được một điểm cho mình. Giờ đây là lựa chọn của công lý. Em xin chọn câu hỏi số 14. Ai được xem là nhà bác học vĩ đại của nước ta vào thế kỷ 18? Lê Quý Đôn. Hoàn toàn chính xác. Lần này là lượt lựa chọn của Tuấn Anh. Mong rằng ở lượt lựa chọn này em sẽ ghi được điểm số cho mình. Em sẽ chọn câu hỏi số 20. Nhà thơ nào được coi là nhà thơ trào phúng lớn nhất trong lịch sử văn học Việt Nam? Tố Hữu. Tố Hữu không phải là một nhà thơ trào phúng. Nhà thơ chúng ta nhắc đến là Tú Xương hay còn gọi là Trần Tế Xương. Như vậy là các thí sinh đã vừa trải qua 3 lượt lựa chọn. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số của các thí sinh. Cùng ghi được 3 điểm ở vị trí dẫn đầu là thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, Lê Công Lý, Nguyễn Tuấn Anh chưa ghi điểm ở những lượt lựa chọn vừa rồi. Mong rằng còn 2 lượt lựa chọn nữa, em sẽ cố gắng để ghi điểm số cho mình. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Huy Hoàng. Em chọn câu hỏi số 15. Phan Bội Châu viết Hải Ngoại Huyết Thư lúc ông đang ở nước nào? Trung Quốc. Lúc đó Phan Bội Châu ở Nhật Bản. Huy Hoàng đã chưa ghi điểm với câu trả lời này. Giờ đây là lượt lựa chọn của công lý. Lý sẽ chọn câu hỏi nào? Em sẽ chọn câu hỏi số 1. Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh và tự xưng tước hiệu gì? Trả lời, Lê Lợi xưng tước là Bình Định Vương. Chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của Tuấn Anh. Em chọn câu số 15. Nhà khoa học cổ Hy Lạp Hippocrates được thừa nhận là ông tổ của ngành khoa học nào? Có câu trả lời. Ngành khoa học mà em mong muốn được tham gia khi lớn lên đó là ngành y khoa. Các thí sinh đã vừa kết thúc lượt lựa chọn tiếp theo. Lượt lựa chọn cuối cùng là một lượt lựa chọn đòi hỏi các thí sinh phải hết sức cẩn thận cũng như nỗ lực hết mình. Bởi lẽ lúc này đây hai thí sinh Huy Hoàng và Công Lý đều đang đồng điểm với nhau. Hoàng sẽ chọn câu hỏi nào? Em chọn câu hỏi số 17. Bộ truyện của nhà văn trẻ tuổi Paulini về cậu bé cưỡi rồng có tên là gì? Em có đọc về truyện cậu bé cưỡi rồng chưa? Chưa. Rất tiếc và xin được cung cấp thông tin cùng em, đó là tập truyện Eragon.
Tiếp theo là lượt lựa chọn của công lý. Em xin chọn câu hỏi số 36. Bài thơ nổi tiếng nào của Vũ Đình Liên người ta thường nhắc vào dịp Tết Nguyên Đán? Ông Đồ. Một điểm dành đến công lý với câu trả lời này. Còn lại lượt lựa chọn cuối cùng của Tuấn Anh. Em sẽ chọn câu hỏi 24. Câu đó là một câu hỏi khó. Loại cây lương thực nào có nguồn gốc từ vùng Cận Đông? Lúa gạo, lúa mì hay khoai tây? Lúa mì. 3 điểm dành đến Tuấn Anh với câu trả lời này. Và thưa quý vị, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, Tuấn Anh với câu lựa chọn cuối cùng của mình đã ghi được 3 điểm và em cùng vươn lên vị trí thứ 2 với Huy Hoàng. Chúng ta sẽ một lần nữa nhìn lại bảng xếp hạng để thấy sự thay đổi trong vị trí của các thí sinh. Đầu là thí sinh Lê Công Lý, em ghi được 4 điểm. Hai thí sinh cùng ở vị trí thứ 2 là Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Tuấn Anh. Hai em đều ghi được 3 điểm. Và như vậy, hai thí sinh Huy Hoàng và Tuấn Anh sẽ phải tham gia vòng thi loại trực tiếp với hình thức ghép đáp án để chọn ra một thí sinh cùng Công Lý có mặt ở cuộc thi bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Đề thi ghép đáp án dành cho thí sinh Huy Hoàng và Tuấn Anh như sau. Triều đại gồm nhà Tây Sơn, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Lý. Anh hùng dân tộc gồm Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi. Kết quả của phần thi ghép đáp án như sau. 1A, 2C, 3D, 4B. Và thí sinh đã giành chiến thắng ở phần thi loại trực tiếp là thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, xin chúc mừng em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng một lần nữa nhìn lại ba thí sinh xuất sắc nhất của chương trình hôm nay. Xin chúc mừng Huy Hoàng, em sẽ ra về với một phần học bổng trị giá 1.500.000 đồng. Chúc mừng Công Lý, em rất tốt trong chương trình ngày hôm nay. Em sẽ nhận được một phần học bổng trị giá 2 triệu đồng. Và Tuấn Anh, em sẽ ra về với một phần học bổng trị giá 1 triệu đồng. Mong rằng em sẽ trở thành một bác sĩ như em mong muốn. Ngoài ra, các thí sinh còn nhận được kỷ niệm chương của ban tổ chức chương trình Tìm Người Thông Minh. Chúng ta sẽ gặp lại thí sinh Huy Hoàng và Công Lý ở cuộc thi bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn